Chào các bạn, hôm nay thì Phe Phúc xin chia sẻ với các bạn về cái sản phẩm mà bột Uptan ạ, hoàn toàn là tự nhiên có thể thay thế cho các bạn là vừa là sữa rửa mặt này, vừa là tẩy da chết này, vừa là mặt nạ này. Và cái bột Uptan này ấy, thì là hoàn toàn là tự nhiên á. Tức là cái sản phẩm Uptan này ấy, nó không cần thêm các yếu tố hóa học nhân tạo như là không có silicone này, không có các cái sản phẩm mà các cái chất như là dầu mỏ tinh chế này, hoặc là không có các cái chất tạo bọt, các cái gốc xà phòng. Chính vì thế mà chúng ta dùng cái sản phẩm bột Uptan này là theo trường phái là cổ truyền ấy, Ayurveda ấy. Và cái đối với những cái khách hàng mà thực sự là chúng ta muốn sản phẩm tự nhiên thực sự, tức là chúng ta không có mong muốn là dùng những cái sản phẩm mà nó chứa gốc xà phòng, nó sẽ tiềm ẩn nguy cơ của cái việc là chúng ta sẽ lên mụn ạ. Và cái sản phẩm này thì thành phần của nó bao gồm các loại hạt, tức là nó sẽ chiết xuất từ các loại bột thảo mộc tốt nhất cho sức khỏe này. Trong đấy thì có cả các hạt đậu này, rồi là đất sét này, các loại gia vị này, tảo này, muối hồng Himalaya này, ca cao và các loại tinh dầu và cám nữa. Thì cái sản phẩm này nó sẽ giúp là làm sạch rất là sâu, và nó sẽ là hoàn toàn là tự nhiên để nuôi dưỡng ra ngay lập tức. Tức là nó sẽ thúc đẩy là việc là đào thải những cái độc tố ra khỏi tế bào da, tức là những cái việc da nhiễm bị ô nhiễm này, hay là vi khuẩn, hay là tế bào chết này, thì đều được xử lý với lại cái bột Uptan này. Và chính vì thế là khi sử dụng cái bột Uptan xong thì là da chúng ta rất là khỏe, hệ miễn dịch tăng lên, và cái sự vắng mặt của cái vi khuẩn gây hại thì sẽ là cái tiền đề để ngăn ngừa được những cái vấn đề của việc là phát sinh mụn và các cái mẩn đỏ, hay là các kích ứng, hay là tiềm ẩn nguy cơ của mụn cám mụn đầu đen. Đối với ai là mong muốn xử lý mụn cám mụn đầu đen ấy, và không mong muốn là sẽ bị tiềm ẩn nguy cơ của việc là phát sinh hoặc là lên mụn ấy, thì chúng ta nên có cái sản phẩm bột Uptan này. Nó khi mà chúng ta pha loãng ra với lại nước ấm ấy, hoặc là nước sôi ấy, thì nó sẽ tạo thành một cái hỗn hợp vừa rửa vừa tẩy da chết, và nó sẽ lấy sạch đi những cái mụn cám mụn đầu đen cho da. Và da sau rửa xong thì rất là sáng sạch, và cảm giác là như là được trút được những cái bụi bẩn, hay là khói bụi, hay là ô nhiễm trên cơ thể vậy. Và cái bột Uptan này ấy, thì là nó 100% là tự nhiên này, và nó không có chứa gốc xà phòng. Tức là chúng ta thấy là những cái sản phẩm mà tẩy rửa thông thường ấy, nó thường là chứa các cái gốc xà phòng, hay là chứa paraben, hay là chứa sulfat này. Đó là những cái tác nhân mà có thể là gây ra dị ứng, và cũng có thể tiềm ẩn nguy cơ của việc là hình thành mụn sau này. Thì cái việc là chúng ta sử dụng cái bột Uptan này thì chúng ta không lo là nó có chứa các cái hóa chất, và không lo là gốc xà phòng. Chính vì thế là cái nguy cơ của việc gây hại cho da, hay là bít tắc lỗ chân lông ấy, hay là tàn dư của hóa chất, hay là tàn dư của chất tẩy rửa đều là không có. Và cái sản phẩm bột Uptan này thì là nó sẽ có là cho các loại da khác nhau, ví dụ da nám sạm, đốm màu, tàn nhang, hay là da dầu, hay là da bị mỏng đỏ nổi gân máu, hay là da bị viêm mụn đấy, các loại mụn đấy. Thì đặc biệt là nếu mà chúng ta đang bị bệnh lý về da, và chúng ta mong muốn sử dụng những cái sản phẩm mà nó không có chứa gốc xà phòng ấy, không bị kích ứng ấy, thải độc được cho da và lấy đi được cái bề mụn cám mụn đầu đen, và làm cho cái bề mặt da chúng ta được thải độc sâu, khói bụi ô nhiễm và các cái chất đã nhờn ấy, tích tụ của tuyến bã nhờn ấy, thì chúng ta có thể quan tâm đến bột Uptan này. Đối với những khách hàng mà chúng ta có thiên hướng thiên nhiên thực sự, tức là chúng ta muốn sản phẩm mà không có chứa gốc xà phòng, hay không có thêm các cái tác nhân hóa chất, chất tạo bọt trong sản phẩm, thì bột Uptan là hoàn toàn tự nhiên ạ. Và tại Facebook cũng có cả các sản phẩm để cho body nữa. Đây là sản phẩm tẩy da chết Phúc An Lành, tức là ngay cái tên của nó thôi đã gợi lên cho chúng ta thấy là chúng ta sẽ có những cảm giác là hạnh phúc khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm và tẩy da chết body này ạ. Và các sản phẩm của Phe Phúc thì là chắc chắn hứa hẹn với các bạn là theo trường phái hoàn toàn là tự nhiên, và mong muốn là chúng ta sẽ giảm tải được những cái hóa chất vào cơ thể, vào da và vào các cái mao mạch máu.
và chúng ta sẽ đi theo trường phái là tự nhiên nhất để thông thoáng da và cũng như là giúp cho da khỏe hơn trong các cái bước chăm sóc của lần sau á. Nếu mà sử dụng cái sản phẩm này trong có khi chúng ta cũng không cần phải sử dụng thêm những cái bước như là toner nữa, vì nó không tàn dư của hóa chất hay là chất tẩy rửa. Chúng ta dùng toner để giúp là để xoay kít lại cái lỗ chân lông đấy và giúp là da nó sạch sâu hơn ạ. Các bạn có thể tham khảo trên website mỹphẩmnga.vn hoặc là inbox mỹ phẩm nga Facebook để tư vấn cụ thể nhất về các cái sản phẩm của bột Uptan này và nó phù hợp với da của mình ạ.